tiền đi. Sao vậy cô? Sao hai đứa bê bết máu vậy? Sao không trả lời ba? Ba đã dặn hai đứa rồi mà, họ là dân giang hồ, đâm thuê chết vấn. Còn tụi con là nông dân cô thế, phải lựa lời mà nói để họ được nhẫn tâm hạ độc thủ với mình, với những kẻ tay không. Vậy mà bỏ vợ yêu con
Thank you.
tim nắm đỏ như hai bàn tay đơn, không chức quyền không tiền quan, chúng chỉ có lòng hiếu thảo và chúc dân hậu từ tâm theo lời dạy của ông bà. Tôi muốn sau này chúng cũng giống như tôi luôn giữ lấy đạo nhà, nhưng tới bây giờ tôi mới biết để lại cho chúng chỉ trơn cõi có hai chữ nhẫn nhịn mà thôi. Sức tôi cạn còn như đèn chỉ dầu tiên kiệt máu người kiệt niềm tin, rồi chúng sẽ sống làm sao khi đất rộng trời cao, núi thẳm rừng sâu thiếu hàng nắng hàng trời. Ngày xa xa thiên đàng trần âm phủ, nhưng vẫn canh cánh bên lòng một nỗi niềm riêng. Chỉ tôi xin nghe chúng hơi tàn, chiếc lá đơn đầy tay cao với hy vọng. Thank you.
giảng cõi âm thôn. Xưa con ở miền trên, tía con là hai điểm ở đời nhà xã Úc. Giá ba mươi giá mỗi năm họ từ tứ là sao, từ ngày cha con nhắm mắt lìa đời, vừa vô vừa lần vẫn còn nở lại non ba giả, con phải xin ở ta để cứu đời. Đến giờ sắp kề lỗ huyệt, chưa có ngày nào con ăn đủ bụng. Nhỏ thì nhịn cho anh chị, lớn thì nhịn cho con. Làm chứ mà đủ tham ăn, chưa sống dài, chưa sống hoài, cha ơi, biết ăn khổ nào, biết ăn quán, biết ơi. Thank you.
thi thật thế nào. Chắc Tiên Dương hiểu rồi. Người ta đã dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại thiên thần, gán ghét cho thiên thần tội danh. Qua bức mật thư này sẽ hiểu rõ căn nguyên. Quan Thể Chất, vì sao khanh có bức mật thư này? Tầu Thái Hậu trên đường từ biên ải trở về, Hiệu Quý Lý Ngân đã bắt được gã mang thư. Hắn là Vệ Ung, cải danh là Lỗ Mục, giả các thư từ bị dơi lẻn vào kinh. Hắn là dùng bạc vàng của Tống Quốc để mua chuộc Hoàng hậu Thượng Dương. Chính hắn là phao tin đồn triều đình được bắt nộp Đôn Quốc công giao về cho Tống Quốc. Các người đừng bàn trò này sang bàn trò khác. Các người nên nhớ, dù sao cũng là bậc mẫu nghi thiên. Anh nói phải cần bằng cớ đâu, bằng cớ đâu đừng vô khống hàm hồ. Ta sẽ lại trả cho bà lời vô khống. Nhắn về thông đọc từng cung công bán quê hương nước cha, chịu suốt đời thuần phục tâm thần tâm, mà kẻ bãi quốc cầu dinh chính là Thượng Dương Hoàng hậu. Ôi hồ tiên đế anh linh trung vô lộng, có thu chân nỗi xót xa của kẻ mang tâm mãi quốc cầu dinh. Thái Hậu, thần
lắm không khao khát cao lương mỹ, quan chi lý hàng giảng dân quân tướng sĩ, đêm từng đêm ngày từng ngày gương kề gương giao đôi giao chi đâu thì giặc cũng đi giặc lại từng tất đất thân ở đời trong cùng dương lại một kẻ ban mau dần đi vương cầm địa gì đầu thay quân pháp của cậu tiên trị kỳ gia thầy thiếu lăng kỳ Thuyền quê lâm chung chơi.
Thank you.
Bà Điểu đó, bà Điểu. Ôi, ôi, ôi. Qua nhà mà. Cái gì vậy? Rảnh hả? Qua nhà tôi chơi chút. Trời ơi, bệnh mệt chết mà cũng đi chơi. Sao trời chưa uống thuốc đi chơi bò vậy? Không qua được hối hận nghe. Mắc gì hối hận trời. Qua bánh bài. Cái gì? Bánh bài tứ sắc. Bánh bài tứ sắc hả? Ừ. Rồi rồi rồi, xạo bài đi, tôi qua liền. Các tướng vàng nha, hôm qua thua bữa nay giỡn á. Lẹ lẹ nghe. Rồi qua liền, qua liền. Trời ơi, đang bệnh chưa uống thuốc nữa mà. Khỏi uống thuốc đi. Đi nhậu giờ này chưa về nữa rồi sao ta đi, có công chuyện gấp gì rồi sao không biết nè. Má ơi, má. Trời đi, khỉ quá. Ủa má, nãy giờ má làm gì trọng vậy? Má đúng không? Trời ơi, rước má về cho má hưởng phước. Mà cái gì mà mờ mắt mở ra cái là tới tối mà xong hết công chuyện à. Con nói má nghe nè, bây giờ má lỡ nấu cơm rồi thì thôi, má dọn lên sẵn đi, chồng con đi nhậu về có cơm ra ăn ha, nó sống nó đói lắm rồi. Cái má nghỉ ngơi đi, má đừng làm gì hết trơn cái trời á. Cái con đi công chuyện chút xíu con về ha. Ở bên nữa mà má nó nói nghe nè, anh hai á, anh có nói chuyện nào mà trước má không? Má ở vợ gần hai có vẻ không đồng ý, chắc nó không trước cho con. Ủa thì cười vậy trời, tự nhiên cái vợ không đồng ý cái không trước má là sao? Mà sao không suy nghĩ vậy trời? Hồi ba còn sống bác chiếc ghe gài chở luôn, ta nói vợ chồng con cái dắt qua dư tiền hết sức vui. Bây giờ ba chết, má qua ở mấy ngày còn mặt lớn mặt nhỏ là sao? Về vợ chồng thằng Út có nói chuyện nào trước má không? Ô thằng ba nó nói gì hả con? Không có con á, thằng chồng của con á, cái tên nó sai xỉn vậy thôi chứ nó đàng hoàng lắm, nó tốt bụng lắm, nó hiền lành, má cũng biết mà. Không, yên tâm đi, nó có nói gì đâu. Má còn tiền không? Hôm qua má đưa con hết rồi. Đưa hết luôn. Má không có biết ý gì hết trơn á. Đưa thì ta cũng phải chừa lại chút đỉnh, hôm nay có gì ta còn gỡ được. Hả? Ờ, con nói má còn tiền thì con gửi tao mua đồ. Còn không có thì thôi. Con nói má nghe là bây giờ con gấp lắm, bên hàng xóm ta đúng gió, ta mượn qua cậu gió gấp lắm. Ha, bây giờ nè, má làm ơn má đừng mặc gì hết trơn á. Má dọn hôm cơm lên rồi cái má nghỉ đi. Rồi cái má dọn dùm con thao đồ chừng ba lớp vậy á. Cho mấy đứa nhỏ mặc. Chiều con về không kịp thì má cho heo, cho gà ăn, rồi má nấu cơm chiều, má tắm mấy đứa nhỏ đi, rồi đừng có làm gì hết trơn, má nghỉ ngơi đi. Làm quà con sốt ruột lắm, còn như để đó con về con làm. Con đi liền á, phải trúng gió khác dữ lắm. Lâu lâu thì ta mới hiểu một người. Lâu 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 thì ta mới hiểu. Thâm quá thì trời. Ở nhà mình đi ông trời. Nãy vô cái nhà cũng y chang cái nhà này mà không phải nhà mình. Nhà của thằng Mẹo. Cái nhà này giống nhà mình của vậy trời. Ôi trời nó trời rồi. Con mới về hả con? Tôi nói má biết bao nhiêu lần rồi, má chịu nghe dùm tôi. Tôi nói má già rồi, hơi yếu lắm. Để hơi thở đi. Hỏi thừa thải cũng hỏi được hay thì. Nhà này của tôi bước vô nhà má nói nhà. Mới về hả con, ý mới nói nhà này của má hả? Bảo tính xí của hả? Lạ lùng, tôi biết má nghĩ sao. Con vợ của tôi nó tướng giống như là cái con chim xe sẻ. Má đặt tên là Điểu. Sao đặt đại bàng á, dễ kiếm tiền hơn. Mơ mộng nhiều cái không đáng không à. Ô tụt cơm, đâu rồi? Má, vợ tôi đâu? À, nó mới chạy đâu đó. Tự nhiên má hỏi tôi thì má hỏi thừa, khi con hỏi má thì má trả lời thiếu. Hỏi vợ tôi đi đâu mới chạy đó, chạy không? Má phải chỉ rõ là chạy sân trên, sân dưới, sân ngoài, sân trong, biết sân nào mà kiếm nó chứ. Nó chạy qua nhà hàng xóm. Thiếu nữa anh hả? Hết chưa? Hết rồi. Qua nhà hàng xóm má phải nói qua nhà anh nào, qua nhà chị nào, qua nhà cô nào, qua nhà bác nào. Kiểu hàng xóm thì biết sân nào kiếm, nhà nào kiếm. Nó không nói nên má không biết nó đi đâu. Thì đại nó không có cho đâu đi. Nó chỉ không có khuyến mãi trong thường vậy. Vậy cũng trả lời được, la lùng. Quét hoài, trời ơi là trời chúng nó, má biết bao nhiêu lần làm ăn. Tự nhiên người ta không có quét nhà, quét rẹt rẹt chút này. Tiền của nó ra ngoài hết trơn sao? Bây giờ má phải tự nhiên giùm tôi nữa, tôi còn vô nhầm chung kết nữa bà ơi. Là không được cái quét chỗ này làm sao được luôn. Trời ơi là trời. Đây nè, dọn cơm ra nói biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần dọn ăn cơm ra đây, cứ quét rẹt 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 rồi. Quy trùng mình nuốt như này để nhào vô ăn cơm. Cái bàn ăn cơm mình nuốt con quy trùng mình nuốt vô bụng. Vô chẳng là nó làm đuôi của má. Má không có tiền, má không tin cái gì. Tại sao mình nuốt vô đây mà đuôi của má tại gì á?
con người là con mắt nằm ở đây, nhưng con người con mắt nằm ở đây, cũng như con người cái miệng nằm ở đây, như con người cái miệng nằm ở trong nhà tắm, giống vậy đó, không may lắm. Bây giờ nè, rồi đi bắt tiêu rồi. Đây, mấy giờ mấy ông ngồi đây thấy con vợ ông nhắc tôi đi đâu? Ông ơi, thấy không? Cái bài con nhiều hả? Rồi quay lại. Ê, con quỷ lớn về đi em. Cái bài đúng không? Tao qua tao đốt nhà đó. Cách nào đúng chứ? Mày công nhận mấy ông nội này hay thiệt chứ, đừng đáp đi, lo đừng đáp đi. Mới hỏi với cái bài với cái bài với nó. Mẹ mình ghê. Con này mình đánh bài hoài, tôi sao đọc thì rất là thích sự trò mày quá. Bài hoài. Cái này cái gì đây? Hồi đó thì không thấy cái nón bảo hiểm mày. Tao biết cái nón bảo hiểm, nhưng ý tao hỏi cái nón của ai? Tao. Trời đất, mẹ nó đi xe đạp, tao đựng nón bảo hiểm. Nhà không tiền mua gạo, ăn chắc tiền mua cái nón gì đây hả? Ai nói mày tao mua? Chứ ở đâu mày có? Mấy người đi qua hát, để mày kia tao lấy. Trời ơi, đó. Một lát nữa chúng bánh mày xăm xỏ nè. Dạ, đánh bài hoài là sao? Có ngày mày cứ chạy đợi đánh bài hoài là sao? Mày chết cười quá à. Ở nhà ở không làm cái gì, rảnh rỗi thì người ta đi đánh bài đặng mà còn chiếm đồng vô đồng ra. Đồng vô đồng ra? Hết môn chơi tại sao mày cứ chơi đánh bài hoài vậy? Ở đó tao có đánh bài đâu. Tao giải chế bằng một cái môn rất là thầm lặng, chính đáng và trí tệ nữa. Người mày cũng chửi. Môn gì? Tao đánh đề. Đánh đề như nó bán sạch cái nhà kìa, mày dòm thấy không đó ha? Còn mấy hàng chữ không được thấy không con? Mày bán sạch cho tao mày vừa làm mày chưa đánh đề đâu á. Còn có cái chát tường mày cũng cho người ta dán chữ là mày lấy tiền. Tào lao của nó hết môn chơi thôi. Đánh bài mà sao sao? Một mình ta hả? Hả? Mình ta đánh bài đánh đề hết tiền hả? Mày suy nghĩ lại đi. Mới gặp đàn đi bán mặt hậu già làm gì? Hả? Đánh gì? Tao đánh bài coi bài tao như tao đánh đề cũng như. Còn như tao trị lao đen cho mày. Tự nhiên sao mày nhậu tối ngày vậy? Anh nói mày sao nhậu? Ba bốn thằng mày chụm lợi góp uống mà không nhậu chứ mày mận gì? Liện trưởng. Nhà một lúc đó mà ra mình đưa cái ly vô họng là ta liện trưởng á. Kiểu gì? Cửu anh chân teo một xong chuyển qua là sơ rang thần trưởng vô. Uống cái đó là một thời gian vô nhanh lắm, hiểu không? À, chúc mừng, chúc mừng. Mày và đám bạn của mày đó, liện kiểu đó sẽ được cửu chướng thần công. Quên đi, mày tưởng tao dễ chết, mày nghe câu này mày mới biết tao là ai. Con gì? Ngày xưa ta ở trên trời. Mày nói mày là tiên á. Vì ham uống rượu trời đài xuống đây. Xuống đây ta uống cho say. Sơ gan cổ trước ta bay về trời. Trời ơi. Chưa tới cái mà bay về trời đâu. Nè, sơ gan cổ trước mới là vô nhị tỳ. Sao nhậu tối ngày vậy? Tại vì ta buồn chứ ta mới nhậu. Ta hỏi mày là cái tình hình này mà không say tình hình nào mới chay, mày tưởng ta muốn mà muốn cho say, rượu nằm vào vừa đắng vừa cay, cổ đi ngay sau mà đi nhậu tối ngày là gì? Tao đây đang mang tiền cùng ta muốn mua gì? Không đưa tiền chợ nữa. Vậy? Ngày mai không đưa tiền chợ nữa. Không đưa tiền chợ nữa. Mày nghe không rõ không? Không đưa không? Không đưa gì đó. Tao đâu có tiền đâu nấu cho mày ăn. Thôi, mày hù tao hả? Trời ơi, không đưa gì đó. Không có tiền rồi mày. Trời quá. Cái gì đó, cái gì đó. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Đưa đi. Đưa gì? Quân. Cái gì hết cho quân đó, đưa đi. Đưa đi. Sợ tốt ngày là tao đi giết mày, tao nói là ba cái vụ tiền bạc mà mày nhét trong người mày cũng giết mày chết rồi. Tao nói với mày biết bao nhiêu là được tiền hết, người này cầm tới người khác cầm ở trong này là vi trùng vi vuốt ở trong. Vi vuốt là con gì? Vi vuốt là mày không biết tiếng nước ngoài mày học chi? Vi vuốt là mày con rất là nguy hiểm, nó bám trong tiền là cái mày ăn mày nhét con người mày. Cái bắt đầu ở nhà rồi nó cắn thịt mày, nó truyền cho mày một cái căn bệnh khủng khiếp, mày chết đó. Đúng gì? Mẹ mình mày điên vậy hả?
Mày nhậu giết là đủ nó ăn hết cái não mày rồi. Ở trong này bây giờ mày còn cái gáo dừa với tàu hủ không? Không biết lính thì người ta nói cho mà nghe. Đây nè ông nội, cái chỉ cho nè. Đừng mốt nói bậy ta cười. Tiền không có phải là melamin, mà tiền là bố liên me á ông nội. Trời ơi, đứa này tao bắt cho. Tao bệnh tao kiểu. Trời, không có tiền mà đặt tao chảo. Thôi chị Nghiêm, vợ người ta thấy han, còn con vợ của mình thấy gốm. Thấy bao vợ người ta đẹp, nhiều ai cũng nghĩ vợ người ta thì cao sang phú quý, còn vợ của mình vẫn con chỉ con ve. Cái tướng của mày thì trông hệt như xì ke, còn cái giọng rè rè y như cái thùng thiết bị. Cuộc suốt cuộc đời chắc cũng không hết khổ. Trời ơi, tôi biết chừng nào đây hết khổ đây. Trời. Tại vì ai? Mà thân của tôi mới thầm dặn nơi tôi. Người ta cưới vợ là để nhu cầu danh lợi. Là quyết định của tao là mời má ra khỏi nhà.
phải y lệnh vậy thôi. Nói tiếng một tao lui không nổi, khổ quá. Nói con mời má ăn cơm. Trời ơi, hắn ngủ nó còn mời cơm nữa mày. Má cơm á. Trời. Ê đại điểm, cái nhà này nhà tao hay nhà bà? Tôi bà chồng của tao rồi, mày không mời tao ăn cơm là sao vậy mày? Dạ đi cha, con mời cha ăn cơm. Mày kêu bà bằng má, mày kêu tao bằng cha, ý mày cặp đôi tao với bà. Ê, tao với bà bằng tuổi đó. Sợ tao gì vậy? Bây giờ mày cặp đôi với mày. Ý mày mới kêu bằng cha là sao mày kêu bằng má? Được rồi, dạ ông nội. Xin lỗi ông nội, mời ông nội lên cơm một con cái. Xin lỗi ông nội. Kêu mà ông nội tao là ông già chồng của má mày á. Chứ còn gì nữa, mày tính ra phải không? Chứ mày kêu tao bằng ông nội thì tao là gì của bà? Mình em mời mình vô ăn cơm. Mình vô ăn lẹ dùm em đi để nghe toàn khối lệnh. Ghét cái thứ tào lao, vợ mà kêu chồng bằng cha bằng ông nội tao là cái mày cũng được á. Ngày nghe vợ kêu tiếng mình là mát ruột, mát gan, mát ngu đùm. Ê bông bông má, ngày nào không ăn cơm không á sao chịu nổi. Má cha miếng canh như này cho dễ luôn. Thôi bữa nào đó má yếu lắm rồi, lúc này má sức khỏe yếu bệnh hoài, bữa nào ăn ráng lắm năm chén cơm không nổi tao hay sao. Hết sức nuôi con gì vậy tao cứ ăn cơm hoài đâu thế đâu. Rồi con chút xíu giòn qua giờ mời hết con. Con đi nói đã nhã gì vậy? Tao nói vậy đó. Mày nói chuyện đừng có nói chuyện quay vô đây. Vi trùng vi quất nó nhanh vô đây. Con đi. Dễ thằng mày nữa. Mày đi hả? Ai dễ thằng mày? Đó. Mày không có biết gì hết. Mày phải hiểu một cái logic nó như vậy. Má phải là người phụ nữ đẹp tự nhiên, má mới sanh được một người con gái đẹp như tao. Trời ơi, thôi tội tao quá. Tao biết hồi trước ăn chung cái thứ gì, cưới mày về mỗi ngày mày xấu chút. Xong riết rồi tao nói thiệt với mày lên ăn cơm, giò mặt này là không dám ăn thịt chuột. Vậy nó đứng cái mặt của mày. Mà tao sao? Mặt ăn nhậu của mày hay ho lắm hả? Đâu gì đụng có cạn ăn nhậu tao nè. Cạn, nó đi. Con quắc gì cũng đẻ được hay thiệt. Cái đẻ to ra giòn cái mặt nó mà đẹp tệ. Xấu quá rồi bớt mũi nó đi. Khổ thân cả đời rồi nè. Nghĩ tưởng tượng nổi không? Ác thiệt chứ. Đó mà nhà của mình nữa nha. Nhà này của tôi đó mà đấy nè. Chén tôi không có một hộp cơm. Còn chén người ấy thì đầy nhóc. Ăn cái gì vậy? Từ đây. Vừa phải thôi. Ai dưng cơm về nước cho mày? Mày đi ăn nhậu rã thì về đài cắt vợ con. Không nhắc vô ăn nhậu nữa nha. Nghề nghiệp riêng nha. Vậy sao rượu của mày có? Mày tự góp rượu. Không nhắc. Cơm mày không có nè. Bỏ đi. Để giờ rồi vậy nè. Ăn nhậu gì đó ăn đi. Không giờ giòn bài kìa. Trời cái gì nữa vậy? Mày nấu cơm gì mà học sống hay là học chín hay là tìm tâm lúc nửa sống mới chín hay sao nuốt? Ai không? Bà ngồi kia lên mắt gì bớt gì hỏi vậy? Má nấu đúng không? Mày không nấu tại sao nấu để bà nấu? Trời ơi thì tao mắc ơi. Mày thấy đúng không? Thì mắc gì thì mày đi nhậu được, mày thấy tài được. Mày không nấu cơm để bà nấu, nấu rồi có sống nhanh sao ăn? Tao mới hộp ăn rồi sao vậy? Sống được sống nhanh sao ăn? Thường ăn ốc nấu mày cũng ăn vậy? Nhưng bữa nay sống không ăn được. Không ăn được thì thôi đi. Giỡn với mày. Chắc cười mà tưởng giỡn. Học ăn tao đi nhậu, khỏi ăn rồi. Nó không sống thì không ăn. Đi cho các nhậu nữa. Thì thôi. Cơm mới đó anh ăn mà. Mày. Mày. Trời ơi mày đi chết đi. Mày đi chết, mày đi chết đi. Giờ mày biết giá trị nó bảo hiểm đó. Mày đi đi. Tao đi nhậu luôn đi. Trời ơi, đau khổ quá, chết rồi mày vừa làm
cơm đổ dơ hết rồi ăn không được đâu, má đừng có ăn nữa. Má ra sao coi hơn mắm khô quá còn hơn má ăn đi. Con đi ra trước ngõ kiếm tù thứ mì con đỡ không được á. Mày ác quá mày rồi. Thì mới có thấy gần đó, tôi được tôi nhảy mà không xuống.
ngoại tôi á, cái tánh nó nóng như trương phi vậy đó, nhưng mà bụng dạ của ổng thì trời ơi, tự nhiên nhìn tôi cái khóc. Thiên hạ mà nhìn vô á, tội nghiệp cho tôi. Đó không phải là anh hết của Hoài. Cho đến bây giờ Hoài vẫn chưa tin anh là người như vậy. Anh hứa, có chuyện gì vậy? Anh nói cho Hoài biết đi. Anh nói đi, bây giờ mình vẫn còn trời, tôi thấy người ta làm cái cổng qua, cái cổng gì mà nó bự tổ chán luôn vậy á. Anh biết cổng qua đó làm để cho ai không? Thì cho Hoài chứ cho ai. Anh trả lời dễ dàng vậy sao? Anh không thể nào thay đổi lẹ đi vậy, thay đổi nhanh như người ta trước mắt. Hoài nói gì lạ vậy? Thì từ trước tới giờ tôi vẫn thích chơi cờ mà. Mẹ ơi, cái nước cờ này hay quá nè. Kỳ này ha, mấy anh chàng kia xong hả, phải chết với tụi nước cờ này mới được. Ngày xưa không có như vậy. Hay quá. Ngày xưa anh thương Hoài, anh thương Hoài, anh chỉ thủ làm ăn lắm mà. Hoài, Hoài làm cái gì vậy? Thì tôi vẫn chỉ thủ làm ăn mà. Đi. Cái nhà của tôi có khác gì cái trời dịch hay không? Tiếng má của Hoài chọn anh hứa cho Hoài là đúng. Gia cảnh tôi làm sao mà so sánh được với người ta? Mày có nói như vậy? Hoài thương anh không mặc gia cảnh địa gì. Tiếng má Hoài thương anh coi anh như con ruột, vậy mà anh lại mất lòng tin ở họ. Tia má Hoài cũng có chọn anh Thứ, mà chính anh, chính anh đã để mọi người xa anh đó. Hoài, Hoài, con ơi, bác xin con bắt lại con mà. Con hãy nghĩ đến cái tình cái nghĩa ngày xưa bác đã thương ban con. Con hãy buông tha một Hoài để được đi lấy chồng. Bác xin con mà. Bác nghĩa, ba con Hoài người đã cứu mình giữa dòng nước xoáy, chỉ là bị bốn tên phụ bạc ghét người ta, mày kể cho chị sao hết? Mày ơi, làm sao tôi có thể nói cho mày hiểu? Khi con lắm thầm đàn
con chốt nó sang xong rồi mà sao vẫn mờ mịt lối đi. Hoài ơi, Leona, tắt bóng sang sông, chờ để trong lòng buồn xưa dừng chân. Thế thôi hãy cố quên đi, nhắc nhở làm gì để xót xa tôi. Em sống vui bên chồng tôi thật lòng mừng vui. Hết. Bác đi kiếm con Hoài, sẵn tiện bác ghé để bác thăm hai ông cháu. Em Hoài, con Hoài đi vẫn bình thường. Thiệt thòi cho con ra ngoài không hết. Bác làm như vậy là sai đúng không? Con giận bác lắm phải không con? Không có một chỗ nào đó con hư hỏng để bác nhìn vào đó mà lương tâm bác hỏi ra chứ. Là để con giỏi giáo siêng năng, con hiếu thảo, con trọng nghĩa trọng tình. Nhưng con nghèo lại thân sơ thất sở nữa, kể cả một cục đá chợ chim mà con cũng không có nữa. Trong khi em Hoài được tân tiêu từ nhỏ thì làm sao mà con có thể lo lắng được cho em Hoài? Có đúng vậy không bác? Bác cảm ơn con nhiều lắm. Vì cái gì hả bác? Vì con nghe lời bác, con từ bỏ em Hoài đi, Hoài cứ đi lấy chồng. Có đúng vậy không bác? Con cứ trách mắng, con cứ chỉ trích bác đi. Bác nhận hết. Bác chỉ xin con hãy hiểu cho bác. Người mẹ nào cũng muốn cho con mình sống hạnh phúc, sung sướng. Con không dám trách bác, gà không dám thì chiếm bác. Đối với con, nợ sữa là món nợ ân tình, món nợ lớn nhất đời mà con người có trả hoài cũng không sao hết. Đường ân tình đã dài, xa thiên nhiên bằng mẹ bạn đắng cay. Rồi một rồi mai năm tháng cũng phai dần, con sẽ tìm quên trong cuộc sống cơ mình. Tiếc hoài sống trong yêu xin hãy xem như con mưa xuống.
Hân ơi, hai tháng trước ba cũng qua đây, ba quỳ xuống đây mà xin con rời xa con hoài. Ba biết con thương, ba con thương em hoài, cho nên con mới chấp nhận. Nhưng mà con à, nếu như con đã lỡ thương thì con hãy thương cho trót. Vậy thì bây giờ bác muốn con phải làm gì đây? Con hoài phải chấp nhận lấy chồng, mà lòng nó còn dương dương tơ tưởng đến con nhiều lắm. Nếu nó cứ như vậy hoài, nó về nó sống bên nhà chồng nó, gia đình chồng nó có thương nó bao nhiêu cũng không thể nào chấp nhận được. Con à, con phải làm sao cho bác vừa lòng đây? Con dọn nhà đi xứ khác nữa không con? Bà Hân, hồi bác xin con, bác nằm nghỉ thôi mà con giúp bác một lần này con. Nhưng con bác ơi, nhưng con bác ơi, con hãy nghĩ cái tình cái nghĩa ngày xưa bác thương qua con, giúp bác một lần này nữa thôi bác, bác không bao giờ làm về con nữa. Ngoài đó chứ ngoài, để con vô dọn cơm cho ngoài ăn nha ngoài. Không em, bữa nay khoái quánh cờ. Dạ. Lại đây quánh cờ với ngoài nè. Ngoài. Lại đây. Dạ. Ngồi xuống đó. Những gian cờ Thank you.
xong thì không còn đeo Đốt đi con.